Sáng nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức phát động thi đua xây dựng đường ống lô B Ô Môn và trao quà an sinh xã hội cho người dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đến dự. Chuỗi dự án điện khí lô B Ô Môn kết nối từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bao gồm dự án phát triển mỏ lô B, dự án đường ống lô B Ô Môn và 4 nhà máy điện khí Ô Môn 1, 2, 3, 4. Đây là chuỗi dự án có quy mô đầu tư lớn. Riêng khu vực thượng nguồn đầu tư gần 12 tỷ đô la, sản lượng khai thác khí dự kiến đạt 5,06 tỷ mét khối một năm. Dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn dài 102 km đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ đang được triển khai đồng bộ ở tất cả các hợp phần. Đến thời điểm này, công tác đo đạc kiểm đếm cây trồng vật kiến trúc đã được các địa phương thực hiện và cơ bản hoàn thành. Hiện tại, các địa phương đang triển khai lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm nay. Dịp này, Petro Việt Nam trao ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết tại thành phố Cần Thơ và 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Kiên Giang, đồng thời trao các phần quà tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại địa phương.